Xin chào tất cả anh em, lên cho anh em cây Condo Talon cấu hình tầm trung. Đấy, mã của nó là CT51 anh em nhé. Anh em nhớ mã đó là CT51. Để anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho shop hoặc kết bạn qua Zalo anh em nhé. Về giá thì em sẽ công khai giá luôn, em sẽ để ở phía dưới của màn hình để tất cả anh em có thể cân đối được cái túi tiền của mình nhé. Đấy, giá thì đã bao gồm cước vận chuyển rồi, gọi là ship đến tận đầu giường cho tất cả anh em không mất thêm một chút phụ phí nào nữa nhé. Dù ok, anh em chúng ta sẽ đi vào cấu hình chi tiết của cây CT51 này, xem nó gồm có những gì, gồm có những cái món nào anh em nhé. Thì đầu tiên bộ hơi em đang sử dụng đó là bình nhôm đít bằng đấy 0,35. Thì ở một cây Condo Talon như thế này thì anh em nên sử dụng bình 0,35 hoặc 0,3 thì nhìn nó sẽ cân đối hơn rất là nhiều so với việc anh em sử dụng bình 0,45. Ở đây thì em đang sử dụng bình 0,35 đấy, bởi vì cái lượng hơi của nó là vừa đủ để anh em đi bêm đấy. Còn 0,3 thì nó sẽ chứa được ít hơi hơn đấy. Còn anh em thích chơi cái loại nào thì cứ alo, bởi vì cái giá tiền của nó là bằng nhau anh em nhé. Đấy, van thì em đang sử dụng van Superwell hộp đỏ hàng công ty đấy, công ty Huben sản xuất. Con này thì hồi áp cực kỳ nhanh và cái độ ổn định của nó thì cũng rất là tốt, độ bền thì nói chung là ok đấy, độ bền thì cũng rất là cao luôn. Cái hàng Huben thì giá hợp lý, gọi là chất lượng ok anh em nhé. Đấy, khung có ruột tay cầm thì em đang sử dụng đó là khung có ruột tay cầm nhựa đấy, khung là khung tròn Talon đấy, anh em thấy chưa, anh em có thể gọi là xem qua chất lượng của chiếc khung đấy, nhìn cái nước sơn alot của nó rất là đẹp luôn anh em nhé. Khung XS8884 đấy, rất là đẹp luôn. Khung này thì ráp một phát ăn ngay anh em nhé, anh em không bao giờ sợ là bị trượt cò đấy. Nói luôn với tất cả anh em, khung này là khung ngon đấy, ráp một phát ăn ngay. Còn về bộ ruột thì em đang sử dụng đó là ruột bọc đồng nhá, ruột bọc đồng đấy. Riêng về lò xo thì em đã thay cho tất cả anh em cái lò xo thửa của riêng bên em rồi, còn lò xo mà nó đi theo cái bộ ruột ấy thì là em cũng đã bỏ đi rồi, bởi vì cái chất lượng của nó không được tốt đấy. Ngay một chi tiết nhỏ như thế này thôi thì bên shop cũng đã gọi là xử lý luôn cho anh em rồi, anh em về chỉ việc bêm thôi nhá. Đấy, còn về cành thì em đang sử dụng ở cái cây CT51 này, đó là lô tha anh em nhá. Cũng nói luôn với tất cả anh em, nó là lô tha loại 1 anh em nhá, lô tha hoa dơ hàng tem vàng loại 1 luôn. Riêng một cái cành này thì bên em đã bán lẻ nó là 1,5 triệu anh em nhé. Đấy, hàng loại 1 thì bảo là loại 1 nhá, loại 2 thì bảo là loại 2. Ở một cây Talon như thế này sử dụng cành 14 inch đấy, lô tha tem vàng hàng loại 1 thì bao cho tất cả anh em ít nhất là 60 mét nhặt mồi anh em nhé, ít nhất là 60 mét nhặt mồi đấy, cũng nói luôn với tất cả anh em là như vậy đấy. Còn cành dài 20 inch thì sẽ bao cho anh em 80 mét, nhưng mà cái cành 14 inch thì chỉ dám bao từ 60 mét trở lên thôi anh em nhé. Đấy, tùy thuộc vào gọi là cái trình bắn của mỗi người. Gọi là một cây như thế này mà anh em gọi là có kinh nghiệm, 70-80 mét nó là cái chuyện không quá là khó anh em nhé. Đấy, em cũng nói luôn đấy. Anh em có thể mua lẻ bất cứ cái bộ phận nào trong cái cây củi này đều được anh em nhé. Đấy, anh em có thể mua lẻ bình, mua lẻ van, mua lẻ khung, mua lẻ giảm hoặc mua lẻ kính cũng không vấn đề gì. Đấy, nhạc nào em cũng nhảy, gọi là làm dâu trong họ mà, nhạc nào cũng nhảy anh em nhé. Đấy, rồi anh em chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo, đó là giảm thanh. Giảm thanh thì hiện tại em đang sử dụng nó là giảm 3 khúc anh em nhé, 3 khúc bút leo. Con này thì là phi 30 đấy. Anh em lên sử dụng cái giảm 3 khúc này bởi vì cái độ gọi là êm, cái độ chống va vách của nó tốt hơn rất là nhiều so với cái giảm 5 vách anh em nhé. Đấy, 3 khúc đấy, đây là em đã cắt đi một khúc rồi, đã gọi là bỏ đi một khúc dài rồi, chỉ còn một khúc ngắn và một khúc dài thôi đấy. Để cây Talon này thì nó sẽ gọi được là ngắn gọn nhất nhá. Đấy, tổng chiều dài của cái cây Talon này nó sẽ rơi vào khoảng 80 cm anh em nhé, sẽ rơi vào khoảng 80 cm, kể từ bắt đầu từ giảm thanh và đến bình nó là 80 cm anh em nhé, khoảng đấy, trên dưới vài cm nó không thành vấn đề đấy. Về kính thì em đang sử dụng nó là VTR 3-12x42 AOE của Discovery anh em nhé. Con này thì cái giá của nó trong khoảng 950 đến 1 triệu tùy từng thời điểm, nhưng mà ở trong khoảng tiền đó thì em cảm thấy là cái con VTR này là cái con kính ok nhất rồi. Đấy, cái độ led của nó rất là cao đấy, độ chống nhảy tâm thì cũng nói chung là chống nhảy tâm thì nó phải do tất cả anh em gọi là sử dụng thôi đấy, nó phải cẩn thận chứ nó không chống va đập đấy. Nói thật với anh em là như vậy, chứ kính 5-70 triệu anh em mà gọi là sử dụng mà không gọi là cẩn thận và không giữ gìn va đập nhiều thì nó vẫn nhảy bình thường anh em nhé. Đấy, ở trong khoảng tiền thì con kính này em cảm thấy nó là ok rồi đấy. Lên cây củi này cho anh em CT51, anh em cần thì cứ alo nhé.
giá ở phía dưới của màn hình sẽ không bao gồm chân trống nhé, không bao gồm chân trống và không bao gồm kẹo. Anh em lưu ý một điều như vậy giúp em nhé. Chân trống thì 450 một chiếc đấy, kẹo thì 450 một ký là 3 hộp anh em nhé, một cân nó là 3 hộp đấy. Chất chống là dựng lên đây cho nó lên cái dáng củi thôi đấy, dựng cái cây củi lên để nhìn cho nó đẹp thôi đấy. Còn kẹo thì là mang ra đây là để quảng cáo, 450 một cân. Thực ra nếu anh em mà muốn tặng kẹo thì em có thể bán nguyên một cây này cho anh em, ví dụ trong khoảng tiền là 2 triệu chẳng hạn đấy, 2 triệu thì em sẽ bán chênh kẹo lên, em sẽ lấy là 2 triệu 4, bình thường là 450 một ký thì em sẽ lấy là 2 triệu 4 hoặc 2 triệu 3 đấy, bớt cho anh em cái tiền kẹo. Ví dụ người ta khuyến mại thì người ta sẽ khuyến mại theo kiểu như vậy đấy. Còn em thì em không khuyến mại thì em sẽ giảm giá cho anh em đấy, giảm giá gọi là thấp nhất có thể để gọi là 300-400 nghìn đấy. Anh em không mua kẹo thì anh em có thể mua những cái thứ khác đấy. Khi anh em mua kẹo một cây như thế này thì bên em có thể giảm giá cho anh em kẹo đấy, không khuyến mại nhưng mà sẽ giảm giá. Nếu mà khuyến mại thì chênh giá lên thì không khác gì là không khuyến mại cả đấy. Anh em lưu ý một điều như vậy, anh em mua một cây như thế này rồi anh em mua thêm một cân kẹo có thể giảm cho anh em khoảng 100 nghìn đấy, khoảng 100 nghìn đấy, khoảng đấy. Tại vì thực ra một cây củi bây giờ nó cũng không lãi được nhiều anh em nhé. Đấy, còn mất công ráp rồi mất công căn chỉnh, sau đó lại test, nói chung là lại còn đầu gửi đi, lại còn mất cả tiền bôi trơn lốc bi các kiểu trên đời mới đến được tay anh em. Thế cho nên là không lãi được nhiều đấy. Gọi là anh em mua cả cây thì bớt cho anh em một chút gọi là lọc lá đấy, để anh em chơi cho nó sướng thế thôi, để anh em gọi là giao lưu giao phối thôi. Rồi ok, bên em thì có hai hình thức giao dịch, đó là một là gửi xe, hai đó là COD. Gửi xe thì em sẽ ráp căn chỉnh hoàn thiện cho tất cả anh em như thế này, nguyên một cây này em sẽ gửi đi là một gói thôi đấy. Anh em nhận hàng thì trả tiền nhà xe nhé đấy, sau đó nhà xe sẽ hoàn lại tiền cho em, rất là đơn giản. Còn COD em sẽ vẫn ráp căn chỉnh hoàn thiện cho tất cả anh em, bao 60m thì em sẽ đi test cho anh em đủ 60m rồi mới gửi đi đấy, bao test cho tất cả anh em. Nhưng sau đó là em sẽ tháo ra, tháo ra bộ phận ra, tháo van bình, tháo kính, tháo giảm ra để cho nó được ngắn gọn và nó được giảm cái tiền cốt đi để an toàn nhất cho cả người bán và người mua anh em nhé. Đấy, anh em nhận hàng gói nào thì trả tiền gói đấy, rất là đơn giản thôi. Một cây như thế này thì sẽ chia làm hai gói, rất là đơn giản. Đấy, anh em mua củi thì vào kênh nhé, vào kênh anh em ấn vào cái phần video, sau đó là tham khảo tất cả những cái mẫu củi của bên shop nhé, rất là nhiều video, là vài trăm video để anh em, mỗi video nó là một cái cấu hình khác nhau, thì anh em có thể vào đó để tham khảo nhé. Đấy, vào đó để tham khảo những cái mẫu củi gọi là hợp lý nhất cho mình và gọi là check được cái uy tín của kênh anh em nhé. Đấy, cũng nói luôn với tất cả anh em là như vậy, anh em đam mê theo đuổi cái đam mê gọi là bỏ tiền ra mua cái cây củi cho mình thì cũng nên tìm hiểu và cũng nên gọi là đấy, cũng nên tìm hiểu để cho nó được hợp lý nhất. Rồi ok, em sẽ kết thúc video tại đây. Chúc anh em sức khỏe và thật nhiều may mắn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Thực sự ra là bây giờ là mua một cây củi nó quá là đơn giản rồi. Đấy, thì nó không như ngày xưa một cây củi của nó rất là nhiều tiền. Bây giờ thì nó đại trà rồi. Đấy, anh em mua củi bây giờ là quá là gần như là không còn gì để nói, nó ship đến tận đầu giường rồi. Gọi là ngủ dậy đánh răng thôi, là chỉ việc gọi là giả tiền là mang củi lên rừng là bem thôi. Đấy. Rồi ok, xin chào tất cả anh em nhé.